dựng lều trồng cây cần sa ngay giữa thành phố Thủ Đức. Ngày 17 tháng 3, Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ đối tượng Đoàn Công Danh, sinh năm 2000, quê Đồng Tháp để điều tra làm rõ về hành vi trồng và buôn bán trái phép cây cần sa. Theo hồ sơ điều tra, Danh sở hữu căn nhà trên đường Long Thuận, phường Long Phước, thành phố Thủ Đức. Từ tháng 10 năm 2020, Danh bắt đầu trồng cây cần sa trong các lều ở nhà với mục đích để sử dụng cá nhân. Đến ngày 12 tháng 3, Công an thành phố Thủ Đức bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà của Danh. Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà của Danh đang có 4 lều trồng cần sa với số lượng lên đến 140 cây và 5 bịch ni lông cần sa khô. Tiến hành khám xét, công an tiếp tục phát hiện trong nhà Danh có hơn 8 cân cần sa và nhiều dụng cụ, thiết bị trồng cần sa. Làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu Danh khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời thừa nhận trồng số cần sa trên để sử dụng cá nhân. Tuy nhiên, do không xài hết nên đã đăng lên mạng xã hội để giao bán kiếm lời. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.